Hello cả nhà, Rồi đây livestream nó hơi trễ một xíu, không biết mấy đứa có thấy, có nghe thấy được không? Rồi vô thôi mấy đứa ơi, mình tranh thủ mình gọi bạn bè mình vào ha. Chuyên mục chỉ diễn ra trong vòng 15 phút thôi, rất là nhanh gọn lẹ. Hello Nam, hello con. Này do chút trục trặc về sự cố máy tính á, nên thành ra thầy nó hơi lát một tí thôi mới được, nó hơi lát một tí. Rồi, và thầy cũng bị vào trễ một xíu luôn. Rồi để thầy coi thử. Hơi lát một tí thôi được, hơi lát một tí. Rồi hello, ổn định là chưa bây giờ, ổn định là chưa? Rồi dạ thôi, dạ thôi. Là mạng nó hơi lag một xíu nha, nếu nó có vấn đề gì thì đứa nhớ comment lại để thầy xem tình hình như nào ha. Ủa sao nó đen hoài ta, hình như nó bị đen màn hình đúng không mấy đứa, nó bị đen màn hình đúng không? Rồi hello cả nhà, mình cứ vào đi, vào đi, thầy đang set up lại cho nó ổn định lại cái màn hình. Bữa tối tối giờ mạng nó khá lát mấy đứa ơi, nên thành ra thật sự là nó đi từ lúc thầy dạy tới giờ luôn. Ok, ủa thấy lại chưa? Không cứ nói được luôn. Thôi xài bốn rồi, ok này. Rồi ok. Trời ơi. Nó chạy 10 phút. Nó bị anh sẽ đốt chứ. Rồi ok. Đau cái đầu quá, đau cái đầu quá. Rồi. Rồi, lần này là hết bị gián đoạn rồi mới được. Hết bị rồi, xua kèo luôn rồi. Rất là buồn khi mà cái tối nay tình hình mạng mẽo nó khá là lag. Ok, ổn rồi chưa? Ổn rồi chưa? Are you ok? Rồi mấy đứa có đang nghe tiếng thầy Thông và thầy Hưng rõ không nào mấy đứa ơi? Nếu như rõ các bạn comment là rõ ạ. Ok, rất là sorry mấy đứa ha. Tình hình mạng mẽo thế này thì thầy phải lên thực kiện cái bên điện lực mới được ha. Trừ lương bớt đi cho tình hình thế này thì... Rồi. Chắc chắn là xui kèo là nó đã bình thường lại rồi. Ha. Rồi mình hãy chia sẻ cho bạn mình để cùng nhau vào và dứt 5 câu very easy ha. Lúc làm hết mình, lúc các bạn ra thì hết hồn. Rồi, đúng rồi, chắc chắn nó phải rõ thôi con. Thầy mới gọi điện lên trên trừ luôn, cũng ăn điện lực rồi. Nên không có cách nào khác, mà anh phải rõ thôi. Rồi. Rồi không biết là ở đây có bạn nào học sinh của thầy Hưng đẹp giang mấy đứa ơi, đứa comment nào, bạn nào học sinh của thầy Hưng các bạn comment là học sinh của thầy Hưng mấy đứa ơi. Cái tiếng này hơn hơi nhỏ hả? Ok.
Rồi, bây giờ tiếng của thầy Hưng sẽ lớn hơn nữa, thầy có thể yêu Ok. cầu. Rồi, mình chia sẻ cho bạn bè mình ha, rồi mình gửi cho bạn bè mình mới được. Bởi vì cứ mỗi mỗi lần mà mình làm việc tốt, việc có đức đó, thì mình đánh lụi nó dễ trúng đó. À, khi mà mình ăn ở quá là tốt đi thì đánh lụi cỡ nào nó cũng trúng được. Này. Đúng rồi. Mấy đứa nhanh chóng share cái bài này về tường của mấy đứa nha. Hãy mang những cái giá trị tuyệt vời này đến những cái người bạn bè của mình mấy đứa ha. Ok, học sinh thầy Ngọc Hưng đúng không? Rồi, có bạn nào học sinh của thầy Bạch Thông không ta? Thầy là Bạch Thông, em của Bạch Tuyết mấy đứa ơi. Lại đi mà. Hôm nay là trắng lắm rồi hả? Buổi đầu tiên là hơi đen, buổi này là trắng lắm rồi. Rồi, những bạn nào học sinh của Bạch Thông thưa, xin một biến mà thấy thật là học sinh của thầy Ngọc Hưng không vậy? Rồi. Bạn nào học sinh có thể hơn các bạn comment số 1, bạn nào là học sinh có thể thông các bạn comment số 2 mới được. Chuyên mục và cái là việc nhẹ lương cao nữa, ngồi vừa nằm vừa uống nước, có thể vừa đi vệ sinh vừa coi mà vừa né được mấy cái bẫy nữa. Mấy cái bẫy này ghê lắm nữa. À, mình chỉ cần né được cái bẫy này thôi là nó bằng là mấy bạn đi học quá trời luôn xong làm được câu 50, và đôi khi chưa chắc làm được. À, đấy. Tiếng thầy hơi nhỏ mà. Tí thầy Hưng nhỏ hả con? Ok. Alo. À, thầy Hưng chưa biết cách đeo AirPods nữa. À, Ok, rồi thầy sẽ chỉnh cho nó to lên một xíu. Ok, go go, ổn rồi không? tụi con nghe cái tiếng thầy hơn chưa đâu mấy đứa, Rồi. mấy đứa nghe rõ thầy chưa đâu? Đấy. Bằng vị trí hả? Học sinh số 2 à? Rồi, ok. Rồi, có lẽ là mình bắt đầu luôn đi hả thầy Hưng? Chính xác thầy không ạ. Mình sẽ Rồi, bắt thì đầu rồi có đó. thể đầu tiên là sorry mấy đứa, hôm nay nó có một chút trục trặc về mạng mẽo ha, đã khiến cho một vài anh điện lực bị trừ lương rồi. Nhưng mà thôi thì hy vọng mà lần sau là mình sẽ vào nó đúng thời gian mà mạng mẽo nó ủng hộ mình hơn nha. Thầy Hưng nói nghe không rõ hả? Thầy Hưng đeo cái tai phone nó chưa có được chuẩn lắm đấy. Lát qua rồi. Sao lát được con? Có thể là mạng của con chứ. Thầy đã trừ lương của mấy anh điện lực rồi mà nha. Rồi. À, em bắt tiếng nó thanh hơn. Ủa, vẫn vẫn còn nhỏ hơn đó, vẫn còn nhỏ hay vẫn còn lát. Nếu không thì thầy xin phép cất cái bot đi. Vẫn nhỏ thì ok. Rồi ok. Rồi, mấy đứa muốn sao thầy và thầy Thông đều chiều như vậy con ha. Quan trọng là các bạn hiểu bài là ok rồi. Thầy và thầy Thông sẽ cố gắng linh hoạt để phụng sự cho tụi con nhé. Rồi ổn chưa cả nhà? Ổn chưa? Vẫn còn nhỏ hả? Chưa, chưa. À, chắc là chưa còn bị kia đấy. Rồi trong lúc đợi chờ thì mình hãy làm cái điều này ha, mình hãy comment tên của mình cộng với trường đại học mà mình mong muốn mới được, để chứng minh rằng là mình phải thuộc về nơi đó, không thể nào thuộc về nơi khác được ha. Nếu bạn nào mình vẫn còn đang mông lung thì mình có thể comment cho thầy trường đời hoặc trường xa Hoàng Sa, ok không Trường nữa. đại học Đông Đấy. Ri. Đông Ri. Đấy. Còn thầy với thầy Hưng thì xin phép Bạch Thông và Ngọc Hưng trường đại học sư phạm ha. Ok. Đấy. Ok mấy đứa. Ok tài ha. Áo Quá tuyệt vời. thiệt Áo rồi thì hơn không bao không giặt. Còn để ý quá nha, tinh tế quá ta. rồi vào thôi ha, chắc là mình vào luôn có thể không Đúng rồi. rồi. Rồi thì chuyên mục này mình sẽ giảm cái thời gian lại ha, có nghĩa là mình sẽ làm trong thời gian nó ngắn hơn mới được, bởi vì đây là những câu very very easy thôi. Chúng ta sẽ có 3 phút để mình làm. Bây giờ là 10 giờ 15 thì chính xác là 10 giờ 18 là mình sẽ sửa. Rồi, giúp cho thầy 5 câu. Rồi, 10 giờ 15 mình sẽ sửa nha cả nhà. Đấy. Bắt đầu làm thôi. Bạn nào làm xong rồi thì hãy comment đáp án cả 5 câu này. Nếu bạn nào mà buổi trước thầy nói rồi, bạn nào mà chỉ có học toán hoặc học lý thôi thì có thể comment cái gì? 1, 3, 5 hoặc là 2, 4, ok? Rồi, rất là nhiều bạn học cái trường ha. Cái đứa có thể tranh thủ me me đứa nào mà nó học nó tính thi về trường mình thì mình lo và mình kết bạn đi. À, sau này vào gặp đồng hương thôi. Rồi, để đọc kỹ đề nha.
Mặc dù là mấy đứa đề phòng đó, nhưng mà thầy không chắc là các bạn làm đúng đâu mấy đứa ha. Mấy đứa phải làm đề kỹ vô nữa nha. À, nhưng mà mấy đứa học mấy cái này mấy đứa cũng bước vào phòng thi mấy đứa đừng có nghi ngờ, đang nghi quá nha mấy đứa, đừng thấy câu này dễ dễ cũng nghi ngờ, coi bộ giống với lại câu của thầy Thông và Thương quá thì coi như là làm câu nào cũng mất mấy phút nha mấy đứa, cứ thả lỏng thôi ha, mình chỉ cần cẩn thận thôi đừng đang nghi quá Rồi, thầy vẫn chưa nhận đáp án của bạn nào hết. ha. Đúng rồi. Mấy đứa đang ở đâu đây? Lệch chỗ nơi nào rồi thầy con ơi? Khó quá sao mấy đứa ha? À, 3 phút mà tôi gọi là chưa thấy có một cái comment nào Lâu ổn hết quá. à. Ồ. Có rồi mấy đứa ơi, có rồi. Mình ngăn này. Mình ngon CAC. Có vẻ như mình ngon không thi lý không hả? Rồi có một số bạn comment theo kiểu là phong cách cày giật ha. Một B, A rồi B, C gì đó, mỗi cái một comment riêng ha. Rồi mình hãy gộp chung chúng vào với nhau hai. Rồi các bạn đầu tiên mà comment hoàn chỉnh đó là Lý Quốc Bảo, Lý Quốc Minh Bảo ha. Chúc mừng con. Lưu Quốc Minh Bảo. Có vẻ nhiều bạn không thi lý quá thầy Thông ơi. Thanh Tuyền. Rồi có lẽ là mình đợi thêm 1 phút nữa là có vẻ là hơi khó ha, đối với mấy bạn hay Chắc là thầy Hưng nghĩ là chắc là những câu toán hơi khó thầy Thông à. Chữ à. lý thì có vẻ như nó dễ á. Rồi ok. Rồi cố lên mấy đứa ơi. Rồi, thầy đã nhận được một vài cái đáp án ha. Ồ, bạn Quốc Cường và bạn Các bạn Thân giống Khả Toàn là hai đáp án giống nhau mà còn gần nhau nhau. nữa. Thầy không tin đây là một cái sự ngẫu nhiên đâu, thầy tin đây là định mệnh đấy ha. Nên bạn Quốc Cường và bạn Thân Khả Toàn hãy inbox cho nhau đi. Mặc dù thầy biết là Thân Khả Toàn là đã có là người yêu ha, đấy, là cả người yêu bạn và bạn được học lớp thầy hết. Ha. Giờ thôi mình cứ thử Biết đâu hai bạn này đi. là tìm được một nửa của đời mình thì À, biết đâu vậy sao ha. Có thể là mình chưa tìm được lại ai cho tới khi mình tìm được người đàn ông của đời mình. Bạn Quốc Cường với Thần Hạ Toàn có thể inbox nhau nha. Trời ơi, câu xấu nó kìa Tấn Tài ơi. Ok, Trời ơi con bị lắc hả con. mà Tấn Tài là quá tuyệt vời Con luôn nhìn ha, trước tương lai á con dự dự đoán trước cái con ha. xấu. Hai. Rồi, rất là nhiều đáp án bắt đầu đã được tung ra rồi. Có lẽ đợi thêm 1 phút nữa đi ha. À, hay là mình dứt luôn ta. Dứt luôn Ok rồi, thầy xin phép, thầy với thầy xin phép dứt luôn được chưa mình đó. À, thầy sẽ phân tích thật là nhanh gọn lẹ thôi. À, và cái câu nào mà nó hay sai hay gài chỗ này thầy sẽ nói nhanh thôi. Ok, câu đầu tiên người ta cho thiết diện qua trục của hình trụ là một hình vuông ha. Đây mình có thể nhìn sơ cái hình thế này. Đấy, đây là hình trụ của mình. À, thủ khoa kiến trúc vẽ là khỏi phải nói rồi, phải đồ đẹp rồi. À. Rồi cái hình trụ của mình người ta cho thiết diện qua trục là hình vuông rồi đó. Thì cái chiều ngang nó sẽ bằng chiều dọc. Chiều dọc là h, chiều ngang là 2r nữa là đường kính đấy. Có rất nhiều bạn sẽ làm bị lộn chỗ này khi mà cho cái chiều ngang là bán kính này rồi. Rồi vậy thì mình đơn giản là có h bằng 2r và bằng 2a. Vậy h thì bằng 2a, còn r thì bằng a. Được chưa mấy đứa? Vậy khi đó thể tích khối trụ V trụ nó sẽ bằng b nhân r chính là a bình nhân với chiều cao h là 2a. Đấy, và đáp số của chúng ta là câu BEB. Rất tuyệt Yes, vời. quá Hầu hết thì chúng ta đã đều làm tốt câu rồi. này. Đó, Rồi, thầy rồi. Hưng xin phép qua câu số 2 nhé. Các bạn ơi, câu số 2. Một vật dẫn trung hòa về điện. À, thì tự nhiên á, người ta làm cho nó mất bớt một electron các bạn ơi. À, mấy đứa ơi, mấy đứa biết á, điện tích của electron là mấy các bạn? Trừ 1,6 nhân 10 mũ trừ 19 con ha. Và các bạn thấy electron các bạn rất mừng rỡ, cho nên các bạn sẽ chọn câu C mấy đứa ha. Nhưng mà câu C là câu sai bét con à. À, điện tích của vật dẫn lúc này đề bài nó hỏi mình điện tích của vật dẫn con ha, chứ không có hỏi điện tích của electron, được chưa? Như vậy ban đầu một vật trung hòa về điện nó mất bớt một electron mang điện tích âm thì nó phải còn lại là điện tích gì? À, điện tích dương mọi người, được chưa? Cho nên câu 2 là câu B, được chưa các bạn? Cẩn thận nha. Rồi, rất tuyệt vời. Có lẽ là lần này đứa là phòng thủ khá kỹ đó ha. Thầy để ý là rất ít bạn sai câu số 1 của thầy.
Nhưng mà vẫn có bạn sai ha, vẫn có bạn là vẫn để chọn đáp án là câu C 8B A ha. À, rất là nguy hiểm nhau đó, mặc dù nó dễ nhưng mà mình phải cẩn thận. Rồi câu số 3 là một cái câu phát triển từ cái câu bữa trước ở trong đề lần 1 của thầy thôi. À, người ta cho mình một cái bảng biến thiên và nhận diện hàm số này cực đại ở đâu và cực tiểu ở đâu, bao nhiêu cực đại, bao nhiêu cực tiểu. Rồi thì hầu hết mấy đứa có thể sẽ bị lăn tăn cái chỗ này được. Để chơi bên đó. Ok chưa? Rồi. Thì mình hình dung là nó sẽ liên tục trên hàm số này liên tục trên x0 đúng không? Rồi nhưng mà cái chỗ này là dấu hai sọc mới được. Mấy đứa nhớ là cái dấu hai sọc á mà đi thẳng từ trên xuống á thì nó không phải là cực trị nữa. Được chưa? Đó, người ta chỉ chấp nhận cái việc là dấu hai sọc đi như thế này thôi. Ok chưa bây giờ? Được chưa? Còn dấu hai sọc mà đi thẳng từ trên xuống thế này thì mình không có nhận nó là cực trị ha. Rồi vậy bài này thì đáp án của mình sẽ là gì? Nó sẽ có một điểm cực đại và một điểm cực tiểu. Đấy, đáp án của chúng ta là câu gì? Một điểm cực đại, một điểm cực tiểu. Đáp án của chúng ta là câu câu A. Được chưa bây giờ? Yes. Dấu hai sọc đi thẳng một phát xuống là không phải cực trị nha. Ok, quá đã luôn. Rồi, thầy Hưng xin phép mấy đứa ha, chuyển sang câu số 4 cho các bạn nhé. Câu số 4 mấy đứa, các bạn đọc đề mấy đứa ơi. Đọc đề thầy nhé. Tia phóng xạ nào sau đây là dòng các photon? À, như tất cả các bạn đã biết, phóng xạ chúng ta có 4 loại tia cơ bản, đúng không ạ? Tia alpha, tia beta cộng, bản chất là cái gì các bạn ơi? Tia positron, đúng chưa? Beta trừ bản chất là electron, được chưa? Và tia gamma, được chưa mấy đứa ha? Mặc dù bốn cái tia này gọi là bốn tia phóng xạ hết, tuy nhiên nó có một thằng nó khác bản chất với ba thằng còn lại mấy đứa. Đó chính là tia gamma mọi người. Tia gamma thì cái bản chất của nó là sóng điện từ mọi người, sóng điện từ, được chưa? Mà sóng điện từ được cấu thành bởi các hạt photon mọi người ha. Đó, cho nên cái này cũng là một cú lừa thật sự mấy đứa ha. Mấy đứa phải lưu ý cho thầy Hưng nhé. Ok, còn ba thằng A, B, C là bản chất là hạt nhân mọi người, được chưa? Ok, cho nên câu 4 này thì Hưng chọn câu D. Rất là very easy luôn. Rồi, ok. Cái câu số 3 này thầy để ý là cũng có khá nhiều bạn sai ha. Mình đứa nhớ nha, là nếu mà cái dấu hai sọc mà đổ xuống cả xuống cái thằng Ebit á thì nó không phải là cực trị, nhưng mà nó chỉ chấp nhận cái việc là đạo hàm không xác định thôi. Còn nếu hàm Ebit mà cũng không xác định luôn thì không phải cực trị. Ok chưa cả nhà? Đấy, vì vậy nhớ cẩn thận câu 3 cho thầy nha. Rồi câu số 5, câu này thầy nghĩ là cái câu mà khiến cho rất là nhiều bạn ôm hận này. Ôm hận có thể là mấy đứa thậm chí là còn không biết làm luôn á. Rồi ok, đạo hàm của hàm này ha. Đạo hàm của thằng này, đây là dạng A mũ U, đạo hàm nó sẽ bằng là gì? Nó sẽ bằng U phẩy là 3 nhân với A mũ U là 2 mũ 3X cộng 1 nhân với LN của 3. Đấy, nhiều bạn ra cái này xong bắt đầu liếc thấy câu A có vẻ là chuẩn rồi. À, quên LN của 2 chứ, sorry nữa. Thầy đánh bị nhầm một tí. Nhiều bạn liếc thấy câu A có bị chuẩn rồi, thấy thiếu số 3 nhưng mà nghĩ là chắc không sao đâu, chắc đề bị thiếu thôi. Trong khi mấy câu kia thấy nó đâu có dính dáng gì đâu đúng không? Rồi mình sẽ chọn A. Thậm chí còn một số bạn tuyên bố nó đề sai rồi đó. Nhưng mà mình nhớ là phải cẩn thận cho đó. Đề này rất là hay ha, rất là hay. Rồi ok, thì bây giờ mình liếc sơ một vòng nè. Thì mình thấy là câu A chắc chắn là nó sai rồi bởi vì nó thiếu số 3 rồi, khỏi phải bàn cãi. Giờ mới đó. Câu B chắc chắn là sai rồi bởi vì nó thiếu nguyên cục LN phía sau luôn. Vậy còn mỗi câu C với là câu D thôi. Thì bây giờ làm sao để ra được LN6 và LN8? Thì LN8 nó sẽ dễ ra hơn nữa bằng cách là thầy sẽ bỏ số 3 này qua cái thằng 2 này. Thì nó trở thành là 2 mũ 3. Ok, vậy thì nó sẽ ra là 3 2 nhân với lại 3x cộng 1 nhân với lại LN của 2 mũ 3. Đó, thì nó sẽ xuất hiện LN8. Được chưa mấy đứa? Rồi, vậy thì làm sao nó lại có được cái thằng 8x với lại số 2 ở phía trước này? Thì rất là dễ, cái chỗ này nó sẽ tách ra đây thầy. Nó sẽ là bằng 2 mũ 3x chính là 8 mũ x nhân với 2 mũ 1 và nhân với LN 8. Được chưa mấy đứa? Và đáp án chính xác của chúng ta là câu C. Rồi. Câu này là gà những bạn nào mà làm vội vàng thấy nó giống thì nó khoanh vô luôn. Trong khi mấy ok nó khác xa quá, bỏ. Mấy đứa phải cẩn thận dùm thầy cho mấy đứa. Ngoài ra cái bài này còn một cái chiêu nữa là mình có thể bấm máy tính, mình đạo hàm, mình thấy x là một con số bất kỳ, số 2, số 7 gì đó. Rồi mình dò đáp án A, B, C, D. Được chưa cả nhà? Rồi, ok, mình có khá là nhiều bạn làm đúng câu này ha, nhưng mà cũng không ít bạn làm sai câu này. Có rất nhiều bạn mà hình trí. Chọn câu A rồi ha. Rồi, rất là tốt. Rồi, rất nhiều bạn 5A, 5C. Rồi, vậy là mình đã xong bắt 1, được chưa mấy đứa? Mình đã xong bắt 1 rồi. Đúng rồi, bấm máy là chân lý, bấm máy là chắc cú.
Rồi, chắc là mình chuyển sang bắt 2 thầy Thông ha. À, mình chuyển sang bắt 2 nha. Rồi, mình sẽ có 4 phút để làm nhé đó. 4 phút để làm. Bây giờ là 9:26 thì chắc có lẽ là 9:30 là mình sửa ha. Ok. Con năm này bấm máy chứ không thuộc công thức. Ok. 5C xa đi ngủ. Cái này xui kèo quá ta. À, mình đã lưu ý một điều ha, nói chung thì đề này á, đối với môn lý của thầy á, thì nó hơi dễ con ạ. À. Nhưng mà cái mục tiêu mà thầy đưa ra 5 câu này á, thì chủ yếu là muốn ôn lại lý thuyết cho tụi con, được chưa? Tất nhiên 5 câu này sẽ có khá là nhiều bạn sẽ không bị mắc lừa đó. Nhưng mà thầy tin chắc rằng cũng khó, cũng có một số lượng kha khá mà đi sẽ quên lý thuyết của 5 câu này, được chưa? Cho nên đây cũng là một cơ hội để cho mấy đứa có thể ôn lại những lý thuyết mà đề nó hay ra mấy đứa ha. Đó, lưu ý cho thầy Hưng nha. Rồi bạn nào làm xong thì comment cái đáp án vào nha. Rồi thầy cũng nói cái này vài lần rồi mà đúng mới được. Đó là cái này là bởi vì cái tiêu đề nó khiến cho đứa có một cái sự coi như là phòng thủ rất là kỹ. Làm câu nào chắc câu đó. Nhưng bước vào phòng thi đại học với 90 phút áp lực, và mình cũng chả biết câu nào là câu nào gài, câu nào là không, nên lúc đó là nó mới dễ sai ha. Thành ra mình phải luyện tập cái việc là bất cứ câu nào mình đọc mình cũng phải có một sự chắc chắn. Nếu chắc chắn thì chắc không phải là đa nghi ha, không phải là nghi ngờ rồi ngồi cứ dò tới giờ luôn nha mới được. Đấy, làm thì chắc chắn. Hiện tại hình như thầy Hưng vẫn chưa nhận được đáp án nào liên quan tới môn lý thì phải. Có toán rồi, chưa có lý. Công nhận là lên sóng truyền hình nhìn mình trắng hẳn đúng không, là thật sự là mình trắng thiệt mà này thôi. Đúng rồi, đúng là cái sóng truyền hình nó tôn được thật sự cái da thật sự của mình. Có thể là bình thường đôi mắt học sinh có thể hơi mù quáng một chút, nhưng mà lên sóng truyền hình thì mọi thứ được rõ ràng hơn. Vẫn chưa có kết quả, vẫn chưa có kết quả. Luật, luật 678 luật ha, 6G, 8G con ha. Ok con, cẩn thận nha, thầy không chắc là con đúng đâu nha con. Lý Quốc Minh Bảo cũng đã có đáp án đầy đủ 5 câu rồi. À trời, có rất là nhiều bạn comment, nhưng mà thấy có vẻ là cũng chưa đúng lắm đó nha mọi người. Phải kỹ một tí giùm thầy ha. Lý Quốc Minh Bảo. Rồi, good job, good job. Sao anh em đang đi tu comment có một câu 8 vậy con? Sai chặt đầu kìa thầy Thông ơi. Những họ hơi sai chặt đầu. Ok. Nói được làm được nha con. Được làm được nha. Nha. Đấy, nói được làm được. Rồi mấy đứa phải cẩn thận, coi chừng tối nay có vài cái đầu rơi nha. Đấy, thầy nhìn sơ thầy thấy có vài cái đầu rơi rồi đó. Lý Quốc Minh Bảo là lộn một xí con ha. À, lần đầu con lộn, nhưng mà lần hai hình như thầy thấy con cũng lộn luôn con. Hy vọng là lộn của lộn thì nó không lộn nha con. Ok. Bây giờ mấy bạn chắc kèo quá, sai chặt cho nó chấm nó sao. Chặt cái gì con hả? Đó là 5 câu sâu rồi. Bắt 1 nhẹ nhàng. Đúng rồi. Xem bắt 2 là thấy là chức quốc rồi. Thanh Thuần thầy vẫn thấy là câu 10 con chấm chấm con ha. Quá tuyệt vời. Mặc dù câu này mấy đứa để ý không, câu số 10 của thầy đó, nó có trong cái đề về đích rồi đó con. Đó, thầy đưa lại thôi đó, nhưng mà mấy đứa vẫn có sai, thấy chưa? Đó, là thầy biết là tụi con ôn bài tới mức nào rồi đấy ha con ha. Rồi, ok, chắc là mình sửa luôn đi thầy hả? Ok, còn về mày nữa ha. Rồi, vào luôn nha mày nữa, vào luôn để mình thấy hết hồn ha. Ok, thầy Hưng sẽ bắt đầu mày ơi. Trong phản ứng hạt nhân các bạn ơi, không có sự bảo toàn nào. À, mày đưa lưu ý nha, không có sự bảo toàn nào. Câu này thầy nhắc lại cho tụi con, trong phản ứng hạt nhân nó sẽ có 4 cái định luật bảo toàn năng lượng, động lượng, số khối, đúng chưa? Và bảo toàn điện, điện tích. Và nó sẽ không có 3 cái định luật bảo toàn mà tụi con hay sai. Thứ nhất là không có nha con ha. Không có bảo toàn mà đứa ha.
là không có sự bảo toàn số proton. Nhớ nha con nha, chỉ có bảo toàn điện tích mà thôi, không có sự bảo toàn số neutron đó, và đặc biệt là không có sự bảo toàn khối lượng mới được. Được chưa? Chỉ có bên môn hóa đó, phản ứng hóa học á thì nó mới có bảo toàn khối lượng mới được ha. Ok, còn về mới được ha. Cho nên câu này chủ yếu thầy muốn dò lại cho tụi con coi học lý thuyết tới đâu thôi, được chưa các bạn? Cho nên câu 6 này là câu dê mới được. Về mở màn hình. Rồi, ok. Bị mờ màn hình hả? Mấy đứa có bị mờ không? Hay là chỉ có mỗi bệnh Xuân Ngân bị mờ thôi? Rồi, mấy đứa xác nhận thầy là có bị mờ không? Hay là rõ? Rồi, thầy thấy rõ, rõ mà. Có thể là do cái độ phân giải nó chưa được ổn lắm mấy đứa nha. Rồi, ok. Rồi, cái câu số 7 nữa. Thầy thấy hai câu toán này là nó hại biết bao nhiêu học sinh rồi đó. Thầy đọc sơ thấy rất ít bạn đúng mấy câu của thầy ha. Rồi, thì mấy đứa nhớ người ta yêu cầu là chọn câu sai. Thì ở đây mấy đứa cần phải cẩn thận rất là kỹ, bởi vì nó chia thành hai phần khác nhau hoàn toàn. Một cái là tập giá trị này. Đấy, và tập giá trị. Và cái phía trước là tập xác định. Hai cái này là hai cái khác nhau nha mấy đứa. Giá trị là người ta muốn nhắm tới chữ Y, còn xác định là người ta muốn nhắm tới chữ X. Nên mấy đứa cần phải cẩn thận hết sức. Rồi, thì thầy nói trước cho mấy đứa ha. Ở đây người ta cho hàm log với hàm mũ thôi. Thì thầy có thể vẽ sơ cho mấy đứa cái đồ thị để mấy đứa hình dung. Hàm mũ là hàm nó sẽ như thế này. Đó, hoặc là như thế này. Được chưa mấy đứa? Đó, đây là hàm A mũ X. Thì trục mấy đứa có thể nhìn vào đây để mấy đứa biết được rằng X và Y nó như thế nào. Thì rõ ràng X của nó thì nó chạy vô cùng tận. Nên thành ra cái tập xác định của thằng hàm mũ này là R được. Được chưa? Tập xác định của hàm mũ là R. Đấy, vậy thì câu D là câu đúng. Ok mấy đứa, bởi vì nó chạy thoải mái. À, rồi còn cái tập giá trị là hàm Y, là cái chữ Y nữa. Đây cái chiều này này. Thì mới thấy là cái đồ thị của cái hàm này nó chỉ nằm bên trên thôi. Nên tập giá trị của hàm mũ nó sẽ là lớn hơn không. Được chưa? Đó, tập giá trị của hàm mũ lớn hơn không. Câu A cũng đúng luôn rồi đó. A đúng, D đúng. Rồi tương tự thì mình sẽ có hàm loga. Hàm loga thì cái đồ thị bé bé xinh xinh thế này thôi. Đấy, nó sẽ đi lên như thế này hoặc đi xuống như thế này. Đó, thì đây là hàm loga cơ số A của X. Thì mới thấy là gì? Tập xác định là cái X này, đó là nó phải lớn hơn không. Đúng chưa? X nó lớn hơn không. Còn tập giá trị thì vô cùng tận, muốn âm cũng được, muốn dương cũng được. Vậy nhớ nha, tập xác định của hàm log là lớn hơn không. Vậy thì cái câu C của mình cũng đúng luôn. Được chưa? Câu C cũng đúng luôn. Rồi còn tập giá trị của thằng log nằm nữa, chính là cái cột Y này, là vô cực mới được. À, trừ vô cực tới cộng vô cực, nó nằm từ dưới lên trên luôn, âm dương đều được hết. Vì vậy cái câu mà sai ở trong cái câu 7 này đó chính là câu B nữa. Chờ, câu này thì nó không có khó, nhưng mà thầy phải giải thích kỹ để đứa hiểu câu này nha. Đáp 7 của thầy là câu B. Ok, đó, rồi, đó nhận okay. Ra rồi đó. Cảm ơn thầy Thông rất nhiều đã sửa câu 7 cho tất cả các bạn. Rồi, thầy Hưng chuyển sang câu số 8 mấy đứa. Các bạn ơi, đọc đề mấy đứa ơi. À, đọc đề mấy đứa. Hai vật dao động điều hòa, xin lỗi mấy đứa, hai dao động điều hòa thành phần cùng phương cùng tần số có biên độ lần lượt là A1 và A2. A1 là bằng 6cm mấy đứa, A2 là bằng 8cm. Ok. Biên độ dao động tổng hợp của mình không thể nhận giá trị nào sau đây. À, thì thông qua câu số 8 này thầy muốn dò lại một cái công thức trong cái phần tổng hợp dao động điều hòa mấy đứa. Như tụi con đã biết, một cái vật mà thực hiện đồng thời cả hai dao động điều hòa thì cái biên độ dao động tổng hợp của nó sẽ nằm từ A min cho đến A maximum. Được chưa mấy đứa ha? Cho nên thầy Hưng có nè, A tổng hợp nè, nó sẽ lớn hơn hoặc bằng, được chưa? A min mấy đứa, được chưa? Và nó sẽ nhỏ hơn hoặc bằng là A max. A min khi mà X1 và X2 của mình cùng pha đó mấy đứa nhớ không? À xin lỗi, X1 và X2 của mình nó ngược pha. A max khi X1 và X2 của mình nó cùng pha mấy đứa. Ok chưa? Đó, mà A min nó bằng gì ta? Ok con dê, A min nó bằng là độ lớn A1 trừ A2 mọi người. Được chưa? A max là bằng A1 cộng cho A2. Được chưa mấy đứa? Các bạn có thể nhẩm cho thầy nào. Lấy A1 là 6 trừ cho A2 là 8, 6 trừ 8 là trừ 2, độ lớn cái ra 2 ha. Tụi con lấy máy tính bấm thử cho nó chắc mấy đứa nha. 2 nè, nhỏ hơn bằng A mấy đứa, nhỏ hơn bằng 6 cộng 4 là bằng 14. Được chưa mấy đứa ha? Xin lỗi, 6 cộng 8 là bằng 14. Như vậy là cái A của mình nó chỉ nằm từ 2 đến 14 thôi mấy đứa. Như vậy là câu gì? Câu D là không thỏa mãn, bởi vì nó nằm ngoài cái đoạn này rồi. Được chưa? Cho nên câu số 8 này thì Hưng tự tin
câu gì mà được. Rồi câu 7 hồi nãy là sai khá nhiều mà được, có rất nhiều bạn chọn lộn sang hầu hết. Cẩn thận cái thầy nha, cái câu số 7 này làm được, nó rất là đỉnh cao đấy. Câu số 9 này cũng không kém cái phần so hot thêm nữa. Người nhìn nó rất là căng cực ha. Rồi người ta yêu cầu là gì? Tìm giá trị nhỏ nhất, lớn nhất thì nhìn vào đây. Lớp học sinh lớp 1 cũng biết là giá trị nhỏ nhất là bằng 2 rồi. Đúng chưa mà đỡ? Rồi min bằng 2 thì mình có thể nhẹ nhàng loại câu D đi. Bây giờ giá trị lớn nhất của mình sẽ có bạn chọn là 6, có bạn chọn là 9. Thì biết nhớ kỹ cái này. Mình chọn 9 có bị là ổn, nhưng mà nhớ là giá trị lớn nhất bằng 9 tại bằng 7. Mà 7 thì là ngoặc gì mà đỡ? 7 là ngoặc tròn, không có lấy. Vì vậy giá trị lớn nhất này không có được nha mọi người. Được chưa? Nhưng có một số bạn khác chọn phương án là 6. À, thấy 9 này không được thì chọn 6. Thì biết nhớ này, 6 này á là thằng 5 mà lấy này. Nhưng vấn đề là cái hàm của mình á, cái đồ thị của nó ở trong bảng biến thiên là nó có những giá trị lớn hơn thằng 6. Nó nằm ở đâu đó gần gần thằng 9 em được. Được chưa? Ví dụ thằng này là 8 phẩy mấy đó. À, hoặc là 8,5 hoặc là 7,5 gì đó. Được không mấy đứa? Đấy. Và mình không xác định được thằng nào là thằng lớn nhất trong cái đám này. Mình chỉ biết đó là một thằng nhỏ hơn 9 một tí thôi. Đó. Vì vậy câu số 9 này đáp án của thầy là câu A. Giá trị lớn nhất của nó mình không xác định được. Nha mấy đứa, không xác định được. Nha. Rồi thầy Hưng xin phép chuyển sang câu cúng cùi cho mấy đứa nha. Câu cuối cùng mấy đứa, câu số 10 các bạn. Câu số 10 nha. Cho một sóng ngang có phương trình tổng quát mọi người ha. U bằng 5 cos B nó đang nằm ở ngoài mọi người. T chia 0,1 trừ cho x chia 2 mm mọi người. Các bạn highlight mm để cho mấy đứa. Mm này thì tụi con phải lưu ý nó là cái đơn vị của ly độ U mấy đứa ha. Còn x, x chính là cái khoảng cách giữa mấy cái điểm theo phương nằm ngang đó, mấy đứa nhớ không? Đó thì x này đề bài nó rất rõ nha. Đề bài nó không có lừa nha con nha, nó rất rõ ràng. Được chưa? X của mình tính bằng đơn vị là cm. Đề bài hỏi rằng vị trí của thằng M, được chưa, mà nó cách cái góc tọa độ O á, là 3 mét á, ở thời điểm T bằng 2 giây. Được các bạn? Có nghĩa là sao? Đề bài nó hỏi mình là hãy tìm ly độ của điểm M. Mà điểm M đó nó cách cái thằng góc tọa độ đó một lượng X là bằng 3 mét. Thì con hiểu vấn đề không? Đó. Được chưa? Tại thời điểm T bằng 2 giây. Được chưa các bạn? Cho nên từ cái phương trình tổng quát này thầy Hưng có thể suy ra được cho mấy đứa. Thầy nhân cái bi vô để cho nó rõ ràng hơn nha. Như vậy thầy có cái U, U của thầy nè. Nhân vô thì nó bằng là 5 cos bi nhân vô, bi t chia 0,1 là nó ra là nhiêu ta? 10. 10 bi t. Đúng mấy đứa ha? Đó, đúng không? Trừ cho bi x chia 2. Ok ha. Đó, và đề bài nó cho mình x bằng 3 rồi, tụi con thế vô. Đúng mọi người ha. Đó, và t bằng 2 giây tụi con thế vô. Thế vô đi con ơi, thế vô nha. Thì thầy suy ra được UM của mình nó bằng nè 5 cos, ok chưa, 20 bi. Đúng mọi người, rồi thầy ghi từ từ cho mấy đứa nha, sợ mấy đứa rối nè. 10 bi nè, t của mình là bằng 2, tụi con thế vô ha. Trừ cho x của mình bằng 3 thì nó sẽ là 3 bi chia 2. Được chưa tụi con ha? Như vậy là 20 bi mà trừ cho 3 bi chia 2. Được chưa? Thì nó ra là 18,5 bi. Được chưa các bạn? Và nếu như mấy đứa bấm máy tính thì mấy đứa sẽ ra UM của mình là bằng mấy? Bằng 0. Đúng không? Cos của... Đúng rồi, bằng 0. Được chưa các bạn? Và đại đa số các bạn sẽ chọn câu B. Ok, là sai mấy đứa không? À, là sai. Vì sao mọi người? Vì đề bài nó nói rất rõ là khi mọi người phải thế cái x này vô là phải thế bằng đơn vị là cm mọi người. Đúng không? Cho nên mấy đứa phải tốn một cái công đoạn là mấy đứa phải đổi cái này ra cm này. Được chưa? Là nó ra 300 mọi người. À, rồi sau đó mọi người mới thế vô chứ. Cho nên từ đây mấy đứa suy ra UM thì nó bằng là 5 cos. Được chưa? Nhiêu 10 bi t. T của mình là mấy? Là 2 mấy đứa. Trừ cho bi x chia 2. Bi x của mình là 300 mấy đứa không? Tuyệt vời chưa? Chia mấy ạ? Chia cho 2. Đó. Và tụi con đổi cái chế độ máy tính của mình ra đi ăn. Và tụi con bấm thử đi nó ra mấy các bạn. Nó ra là 5. Nhưng mà tới đây vẫn các bạn sai. Lạ kỳ lùng mấy đứa ơi. Nhớ là cái 5 này chính là cái ly độ U. Mà cái ly độ U đơn vị là mm tụi con à. Được chưa? Chứ không phải là câu C nha mấy đứa. Cho nên câu 10 này thì tự tin thì quất câu A mấy đứa ơi. Rồi ok.
Rồi, quá trời tuyệt vời ha. Đấy thì thầy để ý là rất có ít, rất ít bạn ha mà trả lời đúng hết cái đề này. Đúng rồi. À, sai vẫn rất là nhiều, đặc biệt là mấy đấy, có rất là nhiều bạn sai, sau đó mạnh dạn chọn lại nữa, rất là vui ha. Ok, tốt mới được. Rồi thì chuyên mục nhưng mà cái tên này thú vị quá, đôi khi là các thầy cô ấy quên ha. Chuyên mục là đừng thấy câu dễ mà để ba mẹ buồn. Tập 3 của mình kết thúc. Hẹn mấy đứa vào buổi sau cho đứa cũng khung giờ này luôn. Lần sau là đảm bảo là mấy ông thời điện là không dám mà hó hé với thầy đâu. Nha thì đúng giờ mình sẽ có mặt và mình sẽ xác nét nhất có thể là buổi sau thầy có thể đổi cái outfit mới ha. Đổi cái outfit của thầy Hưng, đổi outfit của thầy à, cho nó mới phong phú ha. Rồi ok, chúc mình ngủ ngon. Ê quên chờ. Sáng mai mấy đứa ơi, sáng mai vào sáng mai lúc 5:30 có một chuyên mục cực hot của những bạn học khối xã hội. Đó là chuyên mục của thầy Minh Huy, người phụ nữ đảm đang trong nhà chung, ở chung nhà với thầy phải thường luôn mà được. Thì thầy Huy này đã cố gắng rất là nhiều khi mà dậy sớm để dạy giúp đứa, đầy nhiệt huyết, đầy năng lượng luôn mà được. Thì chúng ta có cái khung giờ từ 5:30 tới 6 giờ. Khi mà mọi người ngủ thì mình học. Và tất nhiên là khi mà mọi người đứng đó nhìn thì mình lên trên mình nhận thử thôi. Đấy. Okay. Và chưa có hết mọi người, chưa có hết. Thì sau cái buổi sáng hôm đó, sau buổi sáng tuyệt vời thì chúng ta lại có một chuyên mục vào buổi trưa lúc 12 giờ trưa. 5 câu tích cực, 5 câu yêu thương, 5 câu vận dụng cao tiếng Anh của thầy Celery Ken mọi người. Ok cho mình đỡ. Và một ngày chúng ta cùng đồng hành với nhau để chinh phục cái kỳ thi đại học. Rồi ok, okay. Chào mình đỡ nha. Và hình như là thầy Hưng biết là chung giờ này sẽ có một video của cô Tâm. Đúng không? Cô Tâm, một câu vận dụng cao của toán cô Tâm. Đúng rồi. Thì các bạn nhớ theo dõi những sự kiện của trung tâm của mình nhá. Rồi, dễ khó gì quốc hết nha mình đỡ. Okay. Đúng rồi. Ok, và lời cuối thầy và thầy Thông. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Bye bye. See you again.